MU chiêu mộ thành công cho cưng của Ten Hag. Mua Benzema sẽ là một sai lầm của MU. Liverpool đạt bước tiến lớn trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. MU chiêu mộ thành công cho cưng của Ten Hag. Một trong những mục tiêu huấn luyện viên Erik Ten Hag đang nhắm đến là tiền đạo Brian Brobbie, người được ông cho ra mắt đội 1 Ajax lúc còn dẫn dắt đội bóng Hà Lan. Chiến lược gia người Hà Lan đang trải qua một mùa giải rất khó khăn, khi MU lúc này rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, bị loại ở hai đấu trường Champions League và Cúp Liên đoàn Anh. Nguyên nhân chính dẫn tới tình cảnh bi đát hiện tại của MU là do màn trình diễn tệ hại của các ngôi sao trên mặt trận tấn công. MU nằm trong số những đội ghi bàn ít nhất ở Premier League mùa này. Tiền vệ Scott McTominay là người ghi nhiều bàn nhất đội với 5 pha lập công, một thực trạng phản ánh rõ những vấn đề ở tuyến đầu quỷ đỏ. Marcus Rashford 4 bàn, Alexandro Garnacho 3 bàn, Rasmus Højlund 2 bàn và Anthony Martial chỉ có 1 bàn. Trong khi đó, Anthony, Amad và Facundo Pellegrini vẫn chưa mở tài khoản ở chiến dịch 2023-24. Trong nỗ lực củng cố sức mạnh nơi hàng công, huấn luyện viên Ten Hag một lần nữa lại hướng sự chú ý tới đội bóng cũ Ajax và mục tiêu lần này của ông là tiền đạo Brian Brobbie. Mặc dù vậy, khả năng thực hiện thương vụ này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là không khả thi khi tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos vẫn chưa hoàn tất việc mua cổ phần của MU và chưa được phép tiếp quản, cũng như tham gia các hoạt động bóng đá theo quy định của Premier League. Brobbie, 21 tuổi, từng được huấn luyện viên Ten Hag cho ra mắt đội hình chính của Ajax hồi năm 2020. Cầu thủ trẻ người Hà Lan được xem là phương án thay thế cho Anthony Martial, người nhiều khả năng sẽ rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sự có mặt của Brobbie cũng mang tới sự cạnh tranh cho vị trí tiền đạo, nơi Højlund vẫn chưa thể hiện được màn trình diễn tốt nhất từ khi anh gia nhập đội chủ sân Old Trafford ở hè năm ngoái. Nếu Brobbie chuyển tới MU, anh sẽ trở thành cầu thủ Ajax thứ tư được huấn luyện viên Ten Hag mang tới sân Old Trafford. Trước đó, chiến lược gia người Hà Lan đã mang tới anh những học trò cũ gồm Andre Onana, Lisandro Martinez và Anthony. Tuy nhiên, đây sẽ là thương vụ không dễ dàng bởi Brobbie mới trở lại Ajax năm 2022 sau quãng thời gian thất vọng ở Bundesliga cùng RB Leipzig. Cầu thủ này tiết lộ rằng anh từ chối lời đề nghị gia nhập dự án của Ten Hag tại Man United. Mua Benzema sẽ là một sai lầm của MU. Cựu danh thủ của MU, Paul Parker đã cảnh báo đội bóng cũ về việc ký hợp đồng PR với Karim Benzema và cho rằng quỷ đỏ sẽ lặp lại sai lầm giống như trường hợp của Cristiano Ronaldo. MU nằm trong số những đội bóng dành sự quan tâm đến tuyển thủ Pháp Benzema khi người ta đặt câu hỏi về tương lai của anh tại Saudi Arabia. Chủ nhân của quả bóng vàng 2022 được cho là đang tìm cách thoát khỏi câu lạc bộ Al Ittihad. Danh sách những đội bóng Premier League theo đuổi Benzema còn có cả Chelsea và Arsenal, nhưng Man United đã được yêu cầu tránh xa khỏi thương vụ chuyển nhượng này. Quỷ đỏ đã đầu tư niềm tin và tiền bạc vào chân sút 20 tuổi Rasmus Højlund và nên tiếp tục với chính sách trẻ hóa này thay vì lặp lại sai lầm như những mặt hợp đồng với các tiền đạo kỳ cựu trong quá khứ. Cựu danh thủ Paul Parker, người đã giành được 2 chức vô địch Premier League trong thời gian ở Old Trafford, đã nói với Spinex Patton: Karim Benzema sẽ là một bước lùi nữa. Cậu ấy sẽ chỉ là một bản hợp đồng PR khác và Man United chắc chắn không cần điều đó. Lý do khiến Benzema rời Real Madrid có lẽ chủ yếu là vì tiền, nhưng cũng có thể vì cậu ấy không được đảm bảo vị trí xuất phát. Có khả năng một số người hâm mộ sẽ chọn cậu ấy, nhưng đó sẽ là một sai lầm lớn. Højlund là tương lai và sẽ là một sai lầm lớn nếu mang về Benzema, người gần như không khao khát thể hiện bằng Højlund. Tôi không thể mô tả sự nghiệp của cậu ấy bằng lời. Không có từ nào đủ lớn hoặc tốt để mô tả những gì Benzema đã đạt được. Nhưng cậu ấy không còn ở đẳng cấp cao nhất. MU sẽ mắc sai lầm tương tự như trước đây khi họ mang về Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo. Đó sẽ là bước thụt lùi nữa, cựu cầu thủ của Quỷ Đỏ nói thêm. Benzema năm nay đã 36 tuổi, đã ghi 354 bàn thắng trong 14 mùa giải ở Real Madrid. Nhưng ngôi sao người Pháp có lẽ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và khó có thể tỏa sáng ở sân chơi khắc nghiệt như ngoại hạng Anh. Liverpool đạt bước tiến lớn trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Liverpool không Salah vẫn chạy tốt. Bằng chứng là Jerez vừa thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch Premier League 2023-2024 bằng việc vùi dập chủ nhà Bournemouth 4 bàn không gỡ. Huấn luyện viên Jurgen Klopp từng phát biểu: "Nếu Liverpool chỉ có duy nhất một tiền đạo thì đó là vấn đề lớn của chúng tôi. Nhưng đội bóng không quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Mohamed Salah. Chúng tôi còn nhiều phương án tấn công khác. Tất nhiên, tôi nói vậy không có nghĩa là chê thành tích ghi bàn của cậu ấy không tốt." Chiến thắng 4-0 của Liverpool trước đội chủ nhà Bournemouth rạng sáng ngày 22 tháng 1 đã chứng minh những lời của huấn luyện viên Klopp là đúng.
Không có Salah trong đội hình, Jerez vẫn thi đấu thăng hoa. Họ tung ra tới 14 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Neto và dễ dàng nghiền nát đối thủ với hai cú đúc chia đều cho hai tiền đạo Diogo Jota và Darwin Núñez. Đã có chút lo lắng với các cổ động viên của Liverpool ở hiệp 1, khi đội nhà chơi tấn công khá bế tắc trước sự kháng cự quyết liệt của Bournemouth. Theo thống kê, tính đến khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, lưỡi đen đỏ chỉ có được 2 cú bắn phá trúng khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng đến từ thành phố Cảng đã thi đấu thăng hoa sau giờ nghỉ giữa hiệp. Trong đó, tiền đạo Jota góp mặt trong 3 bàn thắng của Liverpool. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Klopp tung ra sân đội hình với hàng tiền đạo gồm Luis Diaz, Diogo Jota và Darwin Núñez. Tuy nhiên, chỉ có 2 chân sút được ghi dấu ấn, còn Diaz tỏ ra khá mờ nhạt. Ngôi sao người Colombia chỉ tạo được duy nhất một cú dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà, khiến ban huấn luyện buộc phải rút anh ra ở hiệp 2 để thay bằng Godi Capo. Huấn luyện viên Klopp đã cho thấy Liverpool có nhiều phương án tấn công thật. Sau khi vào sân, Capo cũng thi đấu rất hay và là người trực tiếp kiến tạo để Jota nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Rõ ràng, không có Salah trong đội hình, thậm chí không có thêm cả Diaz, Jerez vẫn có thể tiến lên phía trước bằng lối chơi tấn công hủy diệt. Có thể khẳng định, đây chính là phiên bản Liverpool sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu ở phía trước. Với trận thắng 4-0 trên sân của Bournemouth, Liverpool tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Họ đang có trong tay 48 điểm và quan trọng là đã tạo cách biệt lên đến 5 điểm so với đội nhì bảng Man City. Liverpool đã nhiều hơn thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola một trận. Đây là lợi thế vô cùng lớn để Jerez hy vọng sẽ thẳng tiến đến chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ 2 dưới triều đại của huấn luyện viên Klopp. Qua đó, chấm dứt sự thống trị nửa xanh thành Manchester ở xứ sở sương mù. Chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool với huấn luyện viên Klopp là ở mùa giải 2019-2020. Đội bóng thành phố Cảng khi đó đã đăng quang một cách thuyết phục với 18 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Man City. Đó là mùa giải mà bộ ba tấn công Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Và Liverpool được xem là một trong những đội bóng có hàng công hay nhất ở châu Âu. Trong hai mùa hè vừa qua, Liverpool đã lần lượt mất Mane và Firmino. Và ở những trận gần đây, họ mất nốt Salah. Nguyên do là ngôi sao người Ai Cập phải về tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu tại CAN 2023. Và anh hiện đang chấn thương. Việc Salah không thể thi đấu từng khiến những người yêu mến Jerez hết sức lo lắng. Bởi ở mùa này, anh vẫn đang thi đấu vào form và là chân sút số 1 của đội chủ sân Anfield với 14 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh để cùng với Erling Haaland Man City đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Rõ ràng, đội bóng thành phố Cảng đang cho thấy sự đáng sợ của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Liverpool phiên bản 2.0 mà huấn luyện viên Klopp tạo ra hoàn toàn có thể thuyết phục bất kỳ đối thủ nào có ý định ngáng đường họ.